Sao mà buồn thế? Chào quý khán giả nào. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Kaki City. Hôm nay tôi với chú sẽ chơi cái trò là đi sinh tồn trong rừng. Thì thực chất thì mình đi sinh tồn cũng nhiều lần rồi. Chú xuống thì chưa đi bao giờ, em đi bao giờ chưa? Chưa đi bao giờ á? Biết là đi sinh tồn trong rừng khổ lắm không? Tí cho bác cái này chạy nha. Cái này là nhẹ à, đây là cái lều của bác. Cái lều thì tôi đã đi rất là nhiều chuyến rồi. Hôm nay tôi sẽ dạy cho chú xuống cách là dùng bản đồ này, cách lều này này nhá. Cùng tới nhá. Đấy, khỏe lắm. Cùng bác đi thôi. Đúng nào, vận chuyển đi thôi. Đấy. Đấy. Đấy là cái điều gì đây? Đi cắm trại mà có sức mà nhảy vậy đó hả? Trong ba lô này đầy đủ tiền ghi chưa? Rồi. Cái gì cũng có đúng không? Ừ. Ở đây. Bấm chặt ở đây. Đây. Xong mình sẽ đi kiếm nước uống, kiếm thức ăn. Ừ. Ok. Okay. Hiểu hay không? Phụ anh đi. Kéo. Ây da. Rồi nào. Né ra nào, anh chạy ra nào. Ai? Xuống xuống tập tạ các bác này. Xuống xuống không? Tập tạ đấy. Sướng nhỉ. Góc lại góc này. Bây giờ em bắt đầu đi ra ngoài vận chuyển bao đô vào đây. Rồi, nhặt tầm đó. Qua bên này. Trải mặt đỏ lên trên, mặt xanh dưới, mặt đỏ lên trên. Mặt đỏ lên trên. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái chỗ này em biết để làm gì không? Cái tầm đó. Để ăn uống. Đúng. Rồi, trải cho đẹp đây. Chỉnh ngay ngắn lại. Đẹp chưa? Ở giữa chứ. Rồi, bây giờ em biết công việc sẽ làm gì không? Đi xách ba lô vào đây. Chú xuống năm nay là mấy tuổi chú xuống nhỉ? 7. 7 tuổi á? 7 tuổi đi rừng được rồi, học sinh tồn được rồi. Rồi, xếp ba lô vào đây. À, đưa ba lô ạ.
Em anh kiểm tra xem là đã quần áo đã đầy đủ tương tắp chưa nào. Đưa cái ba lô của em ra đây. Đã hoành tráng chưa? Rồi. Quần áo nó xếp gọn chưa? Rồi. Mở ra xem nào. Xu xún này lần đầu đi nên nghi ngờ lắm các bạn. Mở ra. Wow. Các bác nhìn này. Xu xún ơi. Em gấp quần áo hay ai gấp cho em đây? Khăn tắm này, nó cuộn như kiểu cái búi trà son này. Quần này, quần xì, quần xích. Đây. Đây, 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 xem. Mọi, xu xuống bảo mọi thứ đã tương tắp rồi các bạn. Đây này, ôi trời. Quần áo gì mà đi phượt kiểu này. Wow. À, đây, đây, đây các bạn. Chú Xuống rất là khôn mang theo một cái hộp này. Tí cho chú Xuống gấp quần áo xong rồi sẽ chỉ cho các bác. À quên tên. Rất là quan trọng đấy. Hay lắm. Chú Xuống biết chi hôi sử dụng hộp này chưa? Xạo đi. Tí nữa nhá. Anh cũng sử dụng hộp đấy mà. Rồi ok nhá, nhớ nhá, tí nữa sử dụng nhá. Bây giờ anh sẽ chỉ cho em cách gấp nhá. Cách gấp để đi sinh tồn trong rừng nhá. Em biết gấp rồi. Gấp sao? Gấp sao anh gấp sao? Gấp sao? Mọi người cùng nhìn Su Xún gấp nha. Tại vì Su Xún nói biết rồi nên tôi kể cho Su Xún gấp. Thử xem có đúng không. Gấp đây. Gấp nhanh lên, tốc độ lên. Đi vào rừng là phải nhanh. Không có hổ nó ăn thịt sao? Vậy à? Ừ. Vậy là sai nha. Khỉ. Anh chỉ cho em này, đi rừng không được đâu này, đi rừng không được đâu rồi, thôi nay bắt đầu mình cuốn thế này, để cho nó gọn, đó. Đó. Cái bánh bao vậy? Ok không các bạn? Các bạn thấy tôi đúng hay là Su Xún đúng? Hãy cho một bình luận để ý nhá. Cho Su Xún nó biết là nó sai. Rồi cuốn cũng vậy này. Em biết rồi. Cuốn như vậy, cuốn đây, cuốn tròn thế này. Còn như cái bánh kem này á. Đấy không? Cái này còn cái bánh chảy. Đó đúng rồi, đó đó. Xếp lại một ống. Xếp lại rồi. Đó, tiếp tục đây. Hay là tụi mình quay tới chiều. Chiều thì em phải nghĩ ra một cái món gì ăn nhắm quay tới chiều chứ. Nóng thì nắm máy lạnh. Đâu mới là đâu. Đi về từng sinh tồn là mình phải đi. Về sinh tồn là mình phải chịu nắng, chịu đói chứ. Em chịu đói thì được, còn nhìn nóng thì không. Xạo ơi. Nhìn đói kiểu gì? Nhìn đói thì cần ngồi bấm điện thoại. Trong rừng đâu có điện thoại đâu bấm. Thì điện thoại anh đang quay đó. Đâu có điện đâu mà sạc. Thôi bây giờ nằm nghỉ rồi đi làm mì gói ăn nhá. Su Su. Su. Ngủ vậy? Không ngủ à? Thử nó ngủ rồi. Có đồ ăn này này. Đây, anh mua cho em này. Đồ thừa không? Ai à. Cái này có thể làm gì không? Cái này để đựng đồ ăn này của em này. Trời ơi. Của anh đấy, à của anh đấy. Cầm cũng học đào nữa. Cái này để mình đựng đồ ăn các bác. Đấy. Đây. Ăn cháo hay ăn mì? Mì gỗ đỏ tôi có mang theo đây này. Dạ. Gạo, bột sắn bỏ đây. Cái này cái đi đã để mai ăn bữa sau nhá. Bữa nay mình sẽ ăn cái này. Nước anh thử xem nước ngon không. Anh tưởng cái nước em có độc không ạ? À? Nước có độc. Này, mình đi vào rừng ấy mà mấy cái cây trà xanh như này mình phải kiểm tra có độc hay không. Nhiều khi chúng phải là ngón chết toi.
nhá, để anh kiểm tra. Vị này nguy hiểm lắm. Sao? Mẹ em đang cướp nước ngọt của tao. Tôi đang chỉ cho Su Xún, chỉ cho Su Xún cách mà vào rừng phải cẩn thận với tất cả các loại lá cây, tất cả các loại nước uống. Nước uống là mình phải dùng nước sạch, mình đun sôi hoặc là mình bốc hơi mình lấy mình uống. Hoặc là lá cây ấy, mình phải chọn những cái lá nào cái vị chát chát. Còn vị khác là mình cũng uống, cái vị này nó còn ngọt. Không phải uống. Có đường hả ba? Có đường hả? Ừ. Sao có đường nhỉ? À, cái nãy giờ tôi quên, thừa nước ngọt. Ngọt phết. Và bây giờ mình sẽ đi ăn mì. Làm mà nước nước sôi đâu mà ăn? Nước sôi đâu? Anh nước sôi đâu? Đang như đây là người hỏi anh á. Ở bên nước sôi đâu? Anh mang mà, anh mang đi mà, cầm mà. Ở trong rừng không có nước sôi. Nước sôi đâu chú? Rồi sao lâu? Sao lâu? Ông này ngu vậy? Ông quen ăn đi luôn. Bỏng. Mày dám chửi đại ca ngu à? Thì sao? Ăn sống đi. Cho vào đây ăn sống đi, ăn cháo sống đi. Không, ăn cháo sống. Anh ăn mì sống à? Thôi, rồi, tôi sẽ đi kiếm nước sôi nha. Để mẹ em đi ngủ tiếp. Ngủ nữa? Ngủ hoài. Ừ. Nhà thay phết không ạ? Đâu, mọi nghe thổ. Sao? Nhà tình cảm. Tình cảm. Đây, phone này, đây phone bắt sóng bằng 2 giây các bạn. Không phải bởi đơn phút mà bắt 2 giây. Alo. Thay phết đấy, bỏ cho vào đây. Ở trong rừng mà mình muốn có nước sôi thì mình phải lấy lửa đúng không? Phải làm sao? Phải tạo lửa. Đấy, biết tạo lửa chưa? Này cầm đây, tạo đây. Cầm đấy đây, anh chỉ cho. Đây. Bây giờ mình sẽ chỉ Su Xún cách tạo ra lửa để lấy nước sôi để pha cháo ăn. Đấy. Đi đâu anh phải mang ít bông băng cá nhân này. Đấy, Su Xún cách tạo lửa đây. Đấy. Em biết tạo không? Đây. Anh báo đi em cắt ra đi. Rồi, biết tạo không? Tạo đây, đây anh chỉ cho này. Một tay cầm này, tay cầm này là tay này. Đúng không? Cạt đây em ạ. Đó. À, cháy rồi các bạn. Thấy không? Thấy ghê không? Thấy lợi hại không? Thử không? Thử con ăn đi, này. Thử cho biết. Đấy, lấy cái dao này dễ nhá. Dao này nó dễ tạo hơn. Đây, em cầm cái này em gạt xuống. Em gạt xuống mình. Gạt mạnh tay xuống. Đây. Ra đây. Gạt mạnh xuống phát này tay. Đúng rồi, chặt lên vậy. Không sao đâu. Anh gạt đi. Anh thì anh biết gạt rồi. Dạ em ạ. Ôi nói vậy chứ Su Xún đang còn nhỏ nó chưa có làm được việc này đâu các bạn. Nói vậy anh có nước sôi mà. Đây có nước sôi các bạn. En này 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 en. Rồi cho đồ gia vị ở đây chưa? Không cần dùng dao đấy. Dao đấy vào tay đấy. Dí lạnh luôn á. Cho nhiều muối không? Ít muối thôi chứ. Thôi, em treo cho ớt trôi tự nhiên anh cho một nắm gà ạ. Cho nó mặn cho nó khát nước để mình đi kiếm nước mình uống chứ. Rồi, đặt cái này xuống, rồi mình đổ vào đây. Wow. Đấy. Đi vào rừng em phải chuẩn bị chứ. Em quên. Bây giờ muốn đâu ăn các bác? Cái này á, cái này này ngày xưa nó có một cái muỗng này. Ở bên này ngày trước có một cái muỗng các bạn để ăn cháo á. Cái này này. Bây giờ mất rồi. Muỗng đâu ăn? Muỗng đâu? Đi đâu mà chuẩn bị chứ.
vậy mình hỏi nó chứ em đã chuẩn bị đầy đủ tiền nghi chưa đó bạn? Đầy đủ rồi. Nhà rồi. Sao? Bây giờ anh ăn mà là anh có rồi sao em ăn đây? Đấy, anh có này, anh có cái này anh ăn mì ngon lắm nè. À, bây giờ sao em ăn? Vâng, thì tôi có cái này tôi xúc cho em mì ấy. Bây giờ em lấy gì em ăn? Nó không ăn được, nó không ăn được. À, ăn mày này, chờ nó nguội đi vậy. Rồi, nói vậy chứ đi bằng này cái môn Necro. Anh đi, anh bắt cái con chim về làm thịt. Đi đây. Đi đây môn này. Em đang mệt. Anh mệt quá. Đi đường mệt quá các bạn ạ. Cái gì? Em đi ngủ. Chưa ăn mà ngủ cái gì? Đi sinh tồn trong rừng mà ngủ hoài. Rồi, ở đây tôi đi lấy muốn cho ăn. Dọn rác này đi. Mùi thơm. Nước ngon quá. Trà nước kem. Mì ngon quá. Ăn nhanh lên đi ngủ rồi. Các bác thấy không? À, mà khi mà mình quay với sư chú này thì mình xưng hô là các bạn nhé. Các bạn thì nhiều, các bạn nhỏ. Thì các bác này nhiều khi Khang đi rừng ấy, sâu thì Khang phải xưng là các bác để cho nó nhanh gọn lẹ. Gì mà nhanh gọn lẹ cô? Rồi, rồi bây giờ nếu mà mình video của mình mà có sư chú mình sẽ xưng là các bạn. Video nào mà có sư chú mình sẽ xưng là các bạn. Chú xuống ăn đi. Mời các bạn ăn cùng kìa. Mời các bạn đi. Em nhớ cái món này. Cái kì hả? Anh nhặt ở trong thùng rác á. Thì anh, mình đi sinh tồn mình có cái gì mình nhặt cái đó chứ. Ăn cày quá à. Cày cho em ăn. Thì nó ở trong thùng rác thì anh mang đi anh rửa rồi. Rửa cho, rửa sạch cho. Sạch luôn rồi. Thấy không? Ừ. Ăn đi. Này em ăn thử miếng xem có vị gì không? Ăn thử trước đi, ăn thử trước đi. Không, anh ăn thử trước đi. Đấy. Đây. Cũng sạch. Ăn ngon lắm. Ăn đi. Đó. Ừ. Ơ, điểm đến đây rồi rõ hết này. Sụp thì sụt xuống. Các bạn thấy không, xú xún lười ăn lắm nên người xú xún nó mập, à quên, nó gầy như cái con mặt khô. Các bạn nghe chưa, ăn kem nó tương mập kìa, gầy như con mặt khô ấy. Cái này á, lại anh đi anh cửa mà không có nước xong anh đưa cho con chó ở góc góc anh luôn sạch luôn, khỏi phải rửa, nhanh lắm. Các bạn thấy sút sút mất nạt mình kìa. Thì ăn cho. Thì mình đi rửa, mình không có nước thì mình cho chó nó. Ăn đi. Không phải ăn đi. Con chó ở kia nó bệnh nên mình phải cho chó ăn. Vâng, ăn đi, chào các bạn đi. Xem mình xem cái phòng ngủ của sút sút này các bác này. Nó đi sinh tồn mà mang gấu ôm này, mang bé búp bê này, à còn cả cái này nữa, cái này để nó dùng cái này bịt mát cho nó tối nhé ngủ. Đây các bác, xú xún là tối ngủ là như thế này này. Ban ngày ngủ nó cũng bịt cái này, nó bịt thế này nó đi thế này các bạn ạ. Các bạn nếu mà muốn ban ngày cũng như ban đêm cũng như ban ngày mua cái này của xú xún này thích lắm. À em thử bịt vào đấy em ăn nó chuột. Mà ăn cháo đấy. Em làm cái thử thách kia bịt vào ăn cháo nhá. Rồi sao em ăn? Đây. Rồi mai, thôi để mai chơi trò này nhá. Thôi nói vậy chứ video này cũng hơi dài rồi các bạn. Thì các bạn à, thì bây giờ mình xin chào các bạn.
Rồi hẹn các bạn ở video sau sẽ cùng sinh tồn với lại chú Xuống đây, sinh tồn liên tục trong vòng nhiều ngày. Rồi chào các bạn đi. Chào các bạn nha.